remember và miss thì đều có nghĩa là nhớ nếu mà chúng ta dịch ra tiếng Việt các bạn ha. Nhưng mà tại sao đôi khi chúng ta lại thấy người ta sử dụng cái chữ miss trong một câu và thỉnh thoảng người ta lại sử dụng chữ remember trong một cái câu khác? Đều là nhớ mà, nhưng mà nó khác nhau ở chỗ nào đây? Ok, yo. Rồi, đầu tiên thì chúng ta sẽ đi xét về cái chữ miss trước các bạn nha. Chúng ta sẽ xét về cách sử dụng và chúng ta hiểu về chữ miss và chữ remember trước. Sau đó chúng ta sẽ đi xét về cái cách sử dụng trong ngữ pháp nhé. Rồi, chữ miss á, khi mà bạn dùng chữ miss là bạn sẽ nói về cái cảm xúc cá nhân của bạn nhá. Khi bạn sử dụng chữ miss trong một câu thì bạn sẽ nghiêng về cái cảm xúc cá nhân của bạn nhá. Bạn cảm thấy buồn, bạn cảm thấy vui, bạn cảm thấy cô đơn khi mà bạn nhớ về một cái người nào đó, một cái nơi nào đó, hoặc là một cái sự vật sự việc nào đó đang vắng mặt. Bạn nhớ về sự vật sự việc đó với một cái cảm xúc cá nhân là buồn hoặc là cô đơn chẳng hạn nhá. Rồi, mình sẽ có ví dụ. I miss my family when I'm away for a long time. Ok, rồi tôi nhớ về gia đình của tôi khi mà tôi đã đi xa được một cái thời gian dài rồi. Khi mà nhớ về gia đình của tôi sử dụng chữ miss trong câu này thì có nghĩa là nhớ là đang buồn đấy, đang cô đơn đấy nhá. Rồi, còn khi mà remember thì như thế nào? Khi mà dùng remember thì cái câu của mình nó sẽ không mang màu sắc cảm xúc cá nhân ha, không có mang màu cảm xúc cá nhân nhiều, mà chỉ nói về cái khả năng nhớ về cái thông tin của bạn thôi, cái khả năng nhớ về cái thông tin, cái sự kiện và cái kỷ niệm, thậm chí là nhớ về những cái kế hoạch mà bạn dự định làm trong tương lai thôi. Nó với khả năng bình thường của một con người thôi. I remember my first day of school. Tôi nhớ về cái ngày đầu tiên ở trường, ngày đầu tiên đi học. Chỉ là vô tình nhớ về thôi nha. Tóm lại cách dùng của miss là khi dùng miss thì sẽ nói về cái cảm xúc của bạn, cảm xúc cá nhân của bạn. Còn remember là nói về khả năng nhớ, ghi nhớ của bạn mà thôi nha. Còn khi mà nói về sự khác nhau trong ngữ pháp thì đối với chữ miss á, theo sau nó sẽ là một noun, sẽ là một danh từ. I miss my friends. Tôi nhớ những người bạn của tôi nhá. Hoặc là theo sau nó là một verb thêm ing để mà diễn tả một cái sự tiếc nuối khi mà không làm điều gì đó. She missed attending the concert last night. Cô ấy cảm thấy tiếc khi mà không có tham gia vô cái buổi biểu diễn âm nhạc hồi tối ngày hôm qua nhá. Sử dụng chữ missed mà theo sau nó là một verb ing là để diễn tả một cái sự tiếc nuối khi mà không làm điều gì đó các bạn nha. Còn nếu mà theo sau nó là một noun thì diễn tả cái cảm xúc cá nhân của bạn là nhớ về cái điều đó nhá. Rồi, còn đối với remember thì như thế nào? Theo sau remember mình có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất đó là to verb, là mình sẽ nhớ về một cái dự định trong tương lai mà mình sẽ làm, mình dự định lên rồi và bây giờ mình nhớ về nó, mình nghĩ về nó nhé. I remember to call her. Có nghĩa là tôi nhớ là tôi sẽ gọi cho cô ấy đấy, cái dự định trong tương lai ha, sẽ gọi cho cô ấy và bây giờ đang nhớ đến cái việc sẽ gọi cho cô ấy nhé. Rồi, còn nếu theo sau remember là một verb in thì sao? Theo sau remember là một verb in là mình sẽ nhớ về một cái sự vật, sự việc đã xảy ra rồi ở trong quá khứ nha. I remember calling her. Tôi nhớ là tôi đã gọi cho cô ấy rồi mà. Rồi, có một cái mẹo để các bạn phân biệt cái cách dùng to verb với loại verb in như thế này. Có nghĩa các bạn biết thì quá khứ không? Quá khứ đơn đấy. Đối với những động từ có quy tắc khi mà mình nói ở trong thì quá khứ đơn là mình phải thêm cái gì đó vào ở sau động từ, đúng không ạ? Thêm ed, đúng không? Còn đối với cái thằng remember này cũng vậy. Khi mà diễn tả một cái sự việc, nhớ về sự vật, sự việc nào đó ở trong quá khứ là thêm in vào trong động từ là nhớ sự việc xảy ra rồi nha. Còn lại là nhớ sự việc chưa xảy ra, nhớ về kế hoạch thôi. Rồi, ok, sau cái clip này
Hy vọng rằng các bạn sẽ phân biệt được khi nào chúng ta sử dụng miss, khi nào chúng ta sử dụng remember cho đúng nhé. Ở trên màn hình bây giờ đang có một số clip phân biệt những từ tiếng Anh dễ bị nhầm lẫn. Hy vọng nó sẽ giúp ích được cho các bạn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye!